Và liên tục chương trình ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng quay trở lại với giọng hát của nam ca sĩ Dương Thiên Hoàng. Xin mời anh ạ. Xin cảm ơn Bảo Linh và rất vui khi trở lại sân khấu với quý vị. Nhạc phẩm Đi Về Nơi Xa. Quý vị tiếp tục ra sân nhảy nha quý vị. Tìm đâu